Nhà đất Bảo Hoàng rất vui mừng được gặp lại quý vị, quý vị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh chuyên nhận ký gửi, mua bán và nhận giới thiệu các sản phẩm bất động sản tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thuận An, Thành phố Dĩ An, Thành phố Thủ Dầu Một. Vâng, trong buổi tối hôm nay, buổi chiều tối hôm nay Bảo Hoàng đang có mặt tại một khu dân cư thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để chia sẻ đến cho quý vị, quý vị khách hàng, quý vị các nhà đầu tư một sản phẩm đặc biệt góc hai mặt tiền. Vâng, căn góc hai mặt tiền ngang 10 sâu 26 với một mặt tiền là hướng chính tây và một mặt tiền là hướng chính nam, với hai trục đường phía trước đều có lòng đường chiều ngang 8m, hành lang vỉa hè một bên là 3m. Vâng, đây là mặt tiền hướng chính nam, có một dải kiosk. Và mặt tiền còn lại thì một chút nữa đây Bảo Hoàng sẽ gửi tới những ảnh thực tế ở phía trước mặt tiền hướng chính tây. Còn đây là ngay ngã ba. Ở đây thì kinh doanh rất là nhộn nhịp ở phía sau lưng chợ. Khu dân cư rất là lớn thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần ngay siêu thị Aeon Bình Dương, quốc lộ 13. Vâng, cách siêu thị Aeon cũng như là quốc lộ 13 khoảng tầm 1,2 km. Vâng, hiện tại thì mặt tiền hướng chính nam đang có một dãy kiosk đang cho thuê. Dãy này thì có mặt tiền này thì có 5 kiosk lớn. Phần đất của nhà mình là đến đây nha quý vị. Đến phần xe tải này. Chiếu theo mái tôn thì tính từ đây. Phần đất được tính từ đây. Lên vị trí góc là 26m hướng chính nam. Mặt tiền đường này thì có chiều ngang lòng đường là 8m, hành lang vỉa hè bên là 4m. Vị trí kinh doanh buôn bán rất là ok. Trục đường này thì chúng quý vị đang thấy ở trên màn hình có tiệm internet lớn, rồi quán cà phê. Và hiện tại thì ở đây góc hai mặt tiền này thì đang kinh doanh, đang kinh doanh quán ăn. Vâng, đây là phần đất của nhà mình tính từ vị trí này thì ngay góc là hướng chính tây là ngang 10, sâu ra phía sau là 26m. Còn ở đây thì rất nhiều ngành nghề dịch vụ giải trí như là karaoke, nhà nghỉ, rồi bách khoa xanh, chợ, cách chợ khoảng tầm 200m. Ở đây thì quý vị đang thấy ở trên màn hình rất là nhiều mặt tiền kinh doanh rất là tuyệt vời trên trục đường này. Một dãy khách sạn, nhà hàng, karaoke, các ngành dịch vụ vui chơi giải trí ở đây hoạt động rất là sung. Quý vị đang thấy trên màn hình động rất là sung lên đây nha quý vị. Và mức giá dành cho sản phẩm này là 14.500.000 đồng. Giá này quý vị sẽ gặp trực tiếp chủ nhà làm việc. Và một mức giá rất là phải chăng cho một căn góc hai mặt tiền ngang 10 sâu 26. Và video buổi chiều tối nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian xem video. Đừng quên để lại nhận xét bên dưới phần bình luận, cũng như là bấm nút đăng ký kênh, nút thông báo hình quả chuông để xem lại video này, cũng như đón xem những sản phẩm, những video mới sẽ được Bảo Hoàng cập nhật trên kênh mỗi ngày. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào.